Chào các bạn, trên đây mình hiện giờ đang là mẫu máy tính bảng Asus ZenPad S8.0. Đây là cái dòng máy tính bảng mà có cái chữ Zen, nó tương tự như là ZenBook hay là ZenFone. Dòng máy này có rất là nhiều biến thể, ở đây mình đã cầm trên tay một cái biến thể là ZenPad S8.0. Thì ZenPad S phiên bản này chúng ta có một cái cấu hình cơ bản, có mức giá là 200 đô ở thị trường Mỹ. Một số thông tin về sản phẩm các bạn có thể thấy trên hình. Ví dụ chúng ta có, đây là một cái model là Z580C, có cấu hình sử dụng bộ xử lý của Intel Quad Core. Chúng ta có màn hình 2K, bộ nhớ 32GB, camera 5 và 2, không có 3G. Và cái máy này mình mượn từ anh Nhật Huy. Hộp của chiếc máy rất là gọn nhẹ, mềm. Đây là giấy tái chế, các họa, phần trang trí cũng rất là đẹp. Máy này mình đã mở ra rồi nên bạn sẽ không thấy cái siêu sản phẩm. Phụ kiện của chiếc máy này thì cũng rất là đơn giản. Chúng ta chỉ bao gồm sạc, một củ sạc với lại một sợi dây micro USB, sạc hướng dẫn sử dụng cũng như là thông tin sản phẩm. ZenPad S8.0, số hiệu của chiếc máy này là Z580C. Chúng ta còn một cái phiên bản cao cấp hơn là Z580CA thì nó có USB Type-C. Cái này thì nó không có USB Type-C mà chúng ta chỉ có micro USB thôi. Chiếc máy có một cái màn hình 8 inch ở độ phân giải là 2048x1036, tương tự như là một số cái tablet ở cùng phân khúc. Màn hình này có công nghệ là Asus TrueVivid Technology, nó cho cái giải màu cũng như là độ tương phản cao. Cảm giác khi mình cầm chiếc máy này nó rất là nhẹ, với trọng lượng là 317g và cái độ mỏng của chiếc máy là 6,9mm. Ở mặt sau là một tấm kim loại chiếm diện tích khoảng 90%, trong khi đó ở bên dưới là phần nhựa giả da được ốp một phần khoảng 10%. Chúng ta có những cái họa tiết đường thẳng, đan góc chữ X khá là nổi bật và nó không có bị bám vân tay. Ngoài ra thì ở phần cạnh viền của cái miếng kim loại này cũng được cắt kim cương khá là sắc sảo. Ở bên dưới là chữ in chìm Asus ZenPad, bên trên là logo của Asus, một số cái thông tin hợp chuẩn cũng như là logo Intel Inside. Ở phần cạnh phải ở bên dưới ở chiếc máy này chúng ta có một cái khe cắm micro SD. Đây là phiên bản có giá 200 đô cho nên chúng ta sẽ không có phần khe cắm SIM 3G, 4G. Về tổng thể chiếc máy này khá là nhẹ cho nên khi mà chúng ta cầm trong thời gian dài sẽ không có bị mỏi tay. Camera được đặt ở một góc, nó hơi lồi lên một xíu, không đáng kể. Các bạn có thể dán da hoặc là làm gì đó thì nó sẽ chìm đi. Với kích thước màn hình là 8 inch, tỷ lệ 43 thì chiếc máy này có độ phân giải hiển thị nội dung là 768x976. Đáng nghĩa là nó là 1024 nhưng mà chúng ta đã bị mất 5% cho cái phần diện tích thanh điều hướng ở phía bên dưới như trên màn hình. Nó không giống như là một số tablet của Samsung có cái phím home. Máy chạy trên nền Android 5.0 Lollipop và có giao diện Zen UI được Asus tùy biến từ các phiên bản máy tính MemoPad trước đây. Và bạn sẽ nhìn thấy cái giao diện này nó sẽ tương tự như là chiếc ZenFone. Phiên bản này thì không có 3G cho nên chúng ta sẽ không có cái phần cuộc gọi. Nhìn chung thì cái cách bố trí, sắp xếp các giao diện menu cũng như là một số cái các thành phần được Asus tùy chỉnh khá kỹ lưỡng. Về cấu hình, chiếc máy này sở hữu bộ xử lý Intel Atom Z3530 có xung nhịp là 1.33GHz 4 nhân. Dung lượng RAM chỉ ở mức 2GB tại vì nó là cái cấu hình ở mức thấp. Nhìn chung thì với mức giá 200 đô chúng ta có một cái chiếc máy tablet tỷ lệ màn hình 43 có độ phân giải màn hình cao 2048x1036. Đồng thời hiệu năng cũng ở mức tốt. Nếu mà bạn cần một phiên bản cao hơn thì chúng ta sẽ có cổng USB Type-C, RAM 4GB và một số các thành phần nâng cao khác. Hy vọng là mình có thể được trải nghiệm bản đó trong thời gian sắp tới. Xin cảm ơn.